cơ sở chế tác đá cảnh, tư vấn thiết kế và thi công tiểu cảnh non bộ hồ Cá Coi. Công Tiến xin được kính chào quý vị. Tiếp theo trong video ngày hôm nay, Công Tiến xin ghi lại một số những nhiên liệu, những mẫu đá đẹp xuất sắc mà trong suốt một thời gian dài vừa qua, Công Tiến cũng đã hết sức may mắn sưu tầm và sở hữu được những tấm đá vô cùng nghệ thuật. Và các bác anh chị có thể nhìn thấy thực tế những tấm đá cổ thạch vô cùng đẹp, hoàn toàn tự nhiên, nguyên thủy. Và quá may mắn cho Công Tiến đã sở hữu được. Và tiếp theo phía bên đây, hiện tại trên xưởng cơ sở chế tác lúc này còn rất nhiều những nhiên liệu, những phôi đá, những chất liệu đá khác nhau, cũng như những khối đá tự nhiên nguyên thủy với những màu sắc, tỷ lệ, kích thước khác nhau. Vâng, và có thể khẳng định Công Tiến một trong những xưởng chế tác đá cảnh nhiều nhất, quy mô nhất, lớn nhất trên toàn đất nước Việt Nam, và sẵn sàng luôn luôn lúc nào cũng dồi dào tất cả những mẫu nhiên liệu đá có thể phục vụ cho tất cả các nhu cầu của quý khách hàng trên mọi miền của đất nước Việt Nam. Và tất cả những gì quý vị có thể thấy thực tế sau gần 20 năm trong nghề, thì cho đến thời điểm này rất nhiều những mẫu đá, những phôi đá, những nhiên liệu của thiên nhiên mà Công Tiến đã sưu tầm, nghiên cứu, khai thác và sở hữu được. Ngoài những tác phẩm đã thi công cho quý vị trong thời gian vừa qua, thì hiện tại trên xưởng còn rất nhiều. Vâng, và đây là một trong những công trình tiêu biểu mà có thể nói rằng một trong những tác phẩm Công Tiến rất tâm đắc và đến giờ phút này vẫn chưa hoàn thiện xong. Vâng, vì đây là một trong những công trình mà thuộc về sản phẩm của gia đình, cũng phải mất một thời gian nữa thì Công Tiến mới có thể set up đầy đủ hoàn thiện. Và đến lúc đó Công Tiến sẽ có video chi tiết để gửi tới quý vị sau. Vì thời điểm này Công Tiến rất bận rộn với những công trình của khách hàng, và thường thì làm nghề mà của nhà mình thì bao giờ cũng để sau cùng. Và nói một cách chính xác hơn thì lúc nào rảnh rỗi có thời gian thì mới dở ra làm của nhà mình. Và một trong những tiểu cảnh nhỏ nhỏ trước sân với diện tích cũng lên đến khoảng 100m, Công Tiến đã hoàn thiện hơn 1 năm rồi. Nhưng vì quá trình công việc làm cho khách hàng trên mọi miền của đất nước quá nhiều và quá bận rộn, nên tác phẩm này Công Tiến vẫn còn đang bỏ ngỏ. Hiện tại thì mới xong phần cơ bản và cũng phải mất một thời gian nữa thì hệ thống cỏ cây hoa lá cũng như thiết bị được lắp ráp về tác phẩm này. Lúc đó khi đi vào vận hành và thả cá, Công Tiến sẽ có một video chi tiết để gửi tới quý vị sau. Vâng, nhưng cũng đủ để cho quý vị cảm thấy được rằng trình độ tay nghề của Công Tiến nói riêng cũng như toàn anh em trong đội. Vâng, với những viên đá tự nhiên, thiên nhiên tạo hóa ban tặng cho con người với những hình thù, kích thước, tỷ lệ, màu sắc khác nhau. Nhưng với kinh nghiệm, kiến thức và sự hiểu biết về phong thủy ứng dụng, như các bác anh chị có thể nhìn thấy, những tác phẩm nghệ thuật của Công Tiến được hình thành lên chất chứa đầy những nét nhân văn, tính giá trị, tính nghệ thuật, tính thẩm mỹ và tính nghệ thuật rất cao. Công Tiến nhận tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh non bộ hồ Cá Coi trên mọi miền của đất nước Việt Nam. Và quý vị và các bạn có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh non bộ hồ Cá Coi, xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại ghi trên màn hình để Công Tiến có duyên được chia sẻ tư vấn thiết kế cho quý vị chi tiết hơn. Vâng, không quan trọng quý vị ở đâu,
Dù xa hay gần, Công Tiến sẽ luôn luôn sẵn sàng tư vấn thiết kế và phối cảnh 3D miễn phí cho quý vị. Và khi đúng người, đúng trình độ, đúng giá trị, đúng thời điểm, đủ duyên, chắc chắn quý vị sẽ có kiệt tác để hưởng ngoạn trong không gian sống. Mọi chi tiết quý vị liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại ghim trên màn hình để Công Tiến có duyên được chia sẻ, tư vấn cho quý vị chi tiết hơn.